Lúc chị hai cô chuyển nhượng cổ phần cho tôi đã ký vào giấy đồng ý, giao lại tất cả những thứ thuộc về cổ cho tôi vô điều kiện rồi. Chị biết rõ là anh Hưng giá quà cho chị, sao chị còn tới đây tự thú? Quả này do chính chị gây ra, chuyện này phải có kết thúc. Tên cướp quần sống đó tên là Nhuận, hắn đã đồng ý dành tội Hà Tường Hưng sẽ khiến hắn đến cướp Hạ Quyền. Nguy hiểm. Hồng Diệu Sanh thông minh tài giỏi, trước đây ra nông nổi như vậy, tôi thấy anh lần nào là mát ruột lần đó. Bây giờ là chúng tôi thay thản như vậy, tôi vừa cũng trả hết rồi, anh còn tới đây làm gì nữa? Thù đó chưa trả xong đâu. Coi đi. Bé Thiêm, bức tranh này là của bé Thiêm vẽ. Em nhận ra con voi này, em đã tặng con voi này cho nó. Sao lại như vậy chứ? Lúc trước em đã gửi đi rất nhiều lá thư nhưng hoàn toàn không có hồi âm. Với lại họ còn trả lại hết những gì em gửi cho bé Thiêm nữa. Anh biết, em vẫn còn nhớ bé Thiêm lắm. Nhưng mà trước đó anh thấy em và Bích Dân có vẻ không vui, nên anh đã âm thầm thử liên lạc với Tiểu Mạn. Đúng là không thể ngờ được, thì ra con người của Tiểu Mạn hiểu biết phải trái lắm. Cô chịu giúp anh. Cô nói đã giải thích rõ ràng với bé Thiêm. Cô nói là hôm đó ở sân bay, nó biết thì ra em không cố ý đánh, cũng không cố ý chửi. Cô còn nói thật là bé Thiêm nhớ em lắm, cho nên nó đã bỏ công vẽ một bức tranh để tặng cho em. Tiểu Mạn còn hứa với anh, cô nói là sắp tới cô sẽ thử thuyết phục má chồng của em coi có chịu giao lại bé Thiêm cho em không. Cảm ơn anh. Em yên tâm đi, lúc nãy anh đã mua quyển sổ tay ghi lại những gì em đã nợ anh rồi. Sau này em phải trả dài dài. Chào ông, ông muốn mua gì tôi có thể giới thiệu cho ông. Để tôi coi cái đã. Có phải là mua cho vợ không? Hay là gì đi, ông hãy coi mặt cho chuyện này, để vợ ông lúc nào cũng nhớ tới ông. Tôi muốn mua kiểu này, nếu mua nhiều có được giảm giá không? Giá của chúng tôi đã sát lắm rồi, nhưng nếu ông mua phối thành một bộ để tặng vợ ông, chúng tôi có thể giảm giá cho ông. Tôi muốn mua 200 sợi. 200 sợi? Nè, đây là danh thiếp của tôi. Tôi họ Từ, mở tiệm kim hoàng ở Đài Loan. Tôi muốn nhập một số hàng vừa rẻ vừa bền về bán. Không biết ở đây có nhiều hàng không vậy? Đương nhiên là có rồi. Ông mua một lần nhiều như vậy, chúng tôi có thể giảm cho ông 20%. Tôi lặn lội tới đây nhập hàng, chỉ tính tiền vé cũng đã mắc rồi. Nếu có gì sơ suất thì tôi sẽ lỗ nặng đó. Cho nên tôi muốn đề nghị các vị, nếu không có hàng cho tôi yêu cầu phải bồi thường cho tôi gấp đôi. Gấp đôi? Tôi có thể đưa trước một nửa tiền cọc. Tôi cũng rất muốn dù làm ăn này thành công, tôi chỉ muốn có sự bảo đảm thôi. Vậy cũng được. Chà, vụ làm ăn lớn vậy sao, lần này giao to rồi. Ba, nếu mà buôn bán được á, ông chủ Từ sẽ quay lại lấy hàng tiếp, đến lúc đó chúng ta không sợ không có khách nữa. Phải đó. Chị, em có tin mừng má chị biết nè. Chị có một tin buồn muốn nói cho mọi người biết. Chú Đức nói từ nay không cung cấp hàng cho chúng ta nữa. Cái gì? Sao lại như vậy? Chú Đức nói Dinh Hưng Phát đã làm hoàng quyền chúng ta sụp đổ, nếu ai cung cấp hàng cho chúng ta tức là đối đầu với họ, ai dám làm mất lòng họ chứ. Chúng ta vừa mới nhận được một mối làm ăn lớn, bây giờ chúng ta làm gì có nhiều tiền đền cho người ta. Mình đã hứa với người ta, nếu mình không giao hàng cho họ, mình phải đền tiền gấp đôi đó. Bây giờ phải tính sao đây? Tự nhiên bây giờ biến thành hai tin buồn rồi. Cái gì? Mọi người muốn tôi âm thầm cung cấp hàng cho Hạo Nguyệt? Tôi biết là gì rất khó xử, nhưng mà Tường Hưng đoàn làm Hạo Nguyệt sụp đổ, mọi người không còn cách nào mới đến tìm gì. Khó khăn lắm mới có người khách này. Nếu dù làm ăn này thành công, Hạo Nguyệt mới có hy vọng việc gì. Nhưng nếu chúng ta không có hàng giao cho người ta thì phải bồi thường gấp đôi. Nếu vậy có thể mất luôn một nửa mặt bằng hiện tại đó. Dù sao chị cũng là tổng giám đốc của Hưng Phát, bây giờ chỉ có chị mới có thể giúp được chúng tôi thôi. Đâu phải mọi người không biết con người của Tường Hưng thù dai như thế nào. Nếu để cậu ấy biết được tôi giúp chị em cô, tôi không biết
hắn sẽ đối phó tôi với Bá Lân như thế nào nữa. Dì Tường à, niệm tình Hạo Nguyệt là tâm huyết của ba tôi, dì cũng không muốn nhìn thấy Hạo Nguyệt bị hủy hoại phải không? Phải đó dì Út, dì giúp chúng tôi đi. Lúc trước nếu có điều gì làm mất lòng dì, cùng lắm bây giờ tôi xin lỗi. Thôi được thôi được, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa. Tôi sợ các người quá rồi. Tôi sẽ cố gắng tìm cách, nếu giúp được thì giúp. Tường Hưng. Dì Thương, tôi đã coi hai quyển này rồi, cơ bản thì không có vấn đề gì. Dì nói là dì học hành không giỏi, nhưng lại học hỏi rất nhanh. Bây giờ người làm được việc nhất là dì đó. Tôi cũng có phần trong tiệm này mà, cố gắng một chút cũng đáng thôi. Ở đây có hai quả đơn, không có tên tiệm. Hai tờ này phải không? Tôi nhớ chú Tài giới thiệu mà. Mấy tiệm nhỏ ở đầu đường xó chợ thôi. Tôi thấy họ lấy hàng không nhiều lắm, cho nên tôi quên mất tên là gì rồi. Vậy sao? Tôi cứ tưởng đâu gì cấp hàng cho ba chị em họ chứ. Hảo Nguyễn của họ mở lại, nghe nói là làm ăn cũng được lắm, phải không? Dạo này tôi lo công việc của công ty, sau đó về nhà lại phải lo cho Bá Lân, cho nên tôi ít nghe nói về tin tức của họ. Còn bản hiệu của Hạ Nguyệt? Tường Hưng à, tôi hy vọng cậu đừng trách tôi. Tôi có cho người đem về bên đó, nhưng mà sau đó thật tình tôi không có gặp họ. Dì và tôi đều là chủ của Vinh Hưng Phát, nếu muốn tốt cho cửa tiệm thì chúng ta nhất định phải thẳng thắn với nhau. Nếu như dì một lòng muốn giúp người ta, cứ việc thẳng thắn nói tôi biết, không cần phải lén lút thập thò. Trong kho hàng còn một số hàng, nếu như có người cần á thì cứ việc lấy xài đi. Tôi không phiền gì làm việc. Cảm ơn nhiều, lần sau ghé lại nha. Cô Tư, nhận hàng đi. Ủa, đấy, thì ra cậu giao hàng tới hả? Tôi chỉ làm việc theo lệnh thôi. Nếu tiện thì cô hỏi thăm cô hai và mọi người giùm tôi nghe. Cảm ơn cậu. Ủa, đây có phải hàng của tôi không? Đem tới rồi hả? Ông chủ Tư à, mình đã hẹn là chiều nay mới lấy hàng mà. Sao mà ông tới sớm quá vậy chứ? Lát nữa tôi không rảnh, cho nên phải tới sớm. Dù sao hiện giờ cũng đã có hàng, lát nữa tôi đem đi thì được rồi. Chưa có được đâu, tôi phải đợi hai chị tới kiểm tra xong mới có thể giao cho ông được. Hay là ông đợi thêm một lát nữa đi nha. Nhưng tôi phải tranh thủ đi, hay là để tôi tự kiểm lại? Nè nè nè, ông đợi thêm một lát nữa đi, họ sẽ tới ngay thôi mà. Đúng là tức chết, sao lại như vậy chứ? Hả? Chuyện gì vậy ông chủ Tư? Đây là ngọc trai giả, làm bằng nhựa. Không ngờ Hạ Nguyệt các người buôn bán hàng giả vậy sao? Trời đất. Không phải đâu, cứ lại nhìn lầm thôi. Ông coi kỹ lại đi mà. Hàng giả đó. Bích Lâm à, chuyện gì vậy? Ông chủ Tư nói số ngọc trai này là giả đó. Hả? Trời ơi, làm kiểu gì vậy? Mọi người xin cứ bình tĩnh. Xin lỗi, làm ơn cho qua. Xảy ra chuyện gì vậy? Cô hai à, số ngọc trai này. Hạ Nguyệt các người làm ăn không thật thà như vậy sao? Ngang nhiên bán hàng giả lừa người ta. Hàng của chúng tôi là hàng thật, ông đừng ăn nói lung tung, làm ảnh hưởng uy tín Hạ Nguyệt chúng tôi. Không tin hả? Cô tự kiểm lại đi. Trời ơi, đúng là hàng giả. Mọi người im lặng đi, hãy nghe tôi nói đã. Có thể số hàng này thực sự có vấn đề, nhưng tôi có thể cam đoan với mọi người những trang sức mà trước đây mọi người mua ở đây tất cả đều là thật. Nếu như mọi người không yên tâm, có thể đem đến đây tôi sẽ thu lại tất cả của mọi người. Cô hai à, làm gì chúng ta tổn thất nặng nề lắm. Nếu khách không tin tưởng chúng ta thì tổn thất của chúng ta càng nghiêm trọng hơn. Nhưng mà Nè, bây giờ hàng của tôi tính sao đây? Ông chủ Tư, thật ra ông cũng thấy rồi đó, chúng tôi cũng vừa mới nhận được hàng thôi, chúng tôi cũng bị người ta gạt mà. Tôi làm sao biết được các người có thông đồng đóng kịch hay không đây. Tóm lại là hợp đồng đã ghi rõ, không có hàng thì phải bồi thường gấp đôi. Xin lỗi ông chủ Tư, ông yên tâm, chúng tôi sẽ dựa vào hợp đồng bồi thường cho ông, nhưng mong ông cho chúng tôi chút thời gian để chuẩn bị. Được, tôi dám chắc các người không dám giật tiền tôi. Dì Thương. Dì Út, tình cờ vậy? Tại sao dì giao hàng giả cho chúng tôi? Giả, không phải chứ? Không phải sao cấm đầu chạy? Dì nói thật cho chúng tôi biết đi, thật ra tại sao số hàng này lại là giả? Ông chủ Tư à, vài hôm nữa tôi sẽ giao hàng tới tiệm của ông, không có vấn đề gì chứ? Đương nhiên không có vấn đề gì, ông đã giảm nửa giá cho tôi,
Không lý nào có hàng rẻ mà tôi lại không hốt chứ. Ông đã giúp tôi diễn một màn kịch rất hay, đương nhiên là phải có tiền trà nước chứ. Tôi nghĩ lần này Hầu Nguyệt chắc chắn sẽ phá sản thôi. Thì ra hai người cấu kết lừa gạt chúng tôi. Phải thì sao? Bây giờ Hảo Nguyệt các người bán hàng giả, hàng trôi nổi là đại kỵ trong nghề. Chúng tôi nhất định phải loại trừ các người. Có phải không ông chủ Từ? Đúng vậy. Tìm các người lớn như vậy cũng bán hàng giả cho chúng tôi, không lẽ như vậy gọi là thương gia lương thiện sao? Cô nói hàng chúng tôi là hàng giả, có chứng cứ sao? Tôi có ký hợp đồng với cô à. Đừng có ăn nói lung tung. Tôi kiện cô tội phi bán đó. Dì Thương, tôi và ông chủ Từ tới Bát Tiên Lâu trước. Lát nữa dì tới nghe. Lúc nãy dì luôn miệng nói không biết có phải số hàng đó là giả hay không. Thực tế là các người đã thông đồng. Mọi người cũng biết là tôi không thể lựa dì chọn. Dì có. Nếu dì cảm thấy khó xử cho dì, bao đầu dì cũng có thể không nhận lời giúp chúng tôi. Trái lại dì chọn tiếp tay cho hắn. Dì biết rõ tiệm của chúng tôi mới khai trương, quan trọng nhất là giữ uy tín mà. Bây giờ mọi người bên ngoài đều nói chúng tôi bán hàng giả, chúng tôi làm sao đứng dậy? Lương tâm của dì đâu rồi? Lần trước dì giúp cho tên khốn đó tráo kết quả xét nghiệm của chị hai, lời chúng tôi nói là vitamin. Bảo chúng tôi quá kỳ tư, bị hắn gạt hết lần này tới lần khác. Xin lỗi nha. Thật tình là tôi không muốn. Tôi cũng vì bất đắc dĩ thôi. Tôi biết. Dì cũng là dì bán lân chứ gì. Không lẽ dì nó cũng có thể giết người phóng hỏa sao? Tôi cũng từng làm mẹ. Nếu sau này để bán lân biết được dì làm những chuyện này, thử hỏi nó sẽ nghĩ sao? Tôi xin mọi người. Mọi người hãy tha cho tôi đi. Bỏ đi. Tiếp tục nói với chị dễ hao hơi thôi. Dì đã đi theo tình khốn đó, cũng không còn tình người nữa. Hết thuốc chữa rồi. Nói gì cũng chỉ uổng công. Chúng ta đi. Từ từ nha. Chị ngồi xuống đi. Chị hai, chị ba, có tìm được nguồn hàng không? Ngồi xuống đi. Sao làm như vậy chứ? Đi cả buổi sáng, để tới giờ bẻ luôn á. Em cũng đâu có đỡ hơn chị là mấy. Tối ngày ngước đầu lên nhìn bảng hiệu. Em coi đi, đạp chân lên nắp cống, bị trầy hết rồi kia kìa. Coi bộ không tìm được hàng rồi. Hả? Không lẽ phải đóng cửa thật sao? Hả? Các người định đóng cửa à? Tôi còn định cung cấp hàng cho mọi người nữa đó. Chúng tôi cần hàng đó. Ông chủ Quang, ông chịu bán hàng cho chúng tôi thật sao? Có phải ông đang nói đùa không? Có phải ông nhận lời nhờ cậy định tới bộ cho chúng tôi thêm một cú phải không? Ai mà chúng tôi đã có thế lực, trước giờ không cần phải nể mặt ai hết. Thích bán hàng cho ai thì bán cho người đó thôi. Các người cần hàng á thì tới ái mi của tôi đi. Vậy thì hay quá, cuối cùng chúng ta tìm được cứu tinh rồi. Ông chủ Hoàng, cảm ơn ông. Vậy phải kiếm sẵn chiếc xe đi lấy hàng cái đã. Ba đi phụ con. Em đi nữa. Vậy tôi đợi cô ở ái mi nha. Ông chủ Hoàng, cho phép tôi tò mò hỏi một câu, sao đột nhiên ái mi của ông chịu bán hàng cho chúng tôi vậy? Chúc mừng Tân Hạo Nguyệt cuối cùng cũng có nguồn hàng mới. Chết đi sống lại, cạn ly. Cạn ly. Lần này người có công lớn nhất chính là anh Sanh. Cũng nhờ anh thuyết phục ông chủ Hoàng của ái mi chịu bán hàng cho chúng ta đó. Trước giờ ái mi luôn là đối thủ của chúng ta mà, cũng đã không có ít hiềm khích. Đúng ra Hạo Nguyệt ra nông nổi như bây giờ, ông phải há hê lắm. Sao lại chịu ra tay giúp chúng ta như vậy chứ? Phải đó anh Sanh, anh có bản lĩnh gì sao có thể thuyết phục được ông chủ Hoàng? Ê, tuy là anh mất đôi chân thôi, nhưng mà vẫn còn cái miệng. Chỉ cần anh lên tiếng, con chim trên cành cũng bị anh dụi xuống luôn. Phải, mọi người đều biết miệng thằng Sanh con tôi dẻo lắm mà. Hơn nữa ở trên đời này á, không phải ai thấy tiền cũng sáng mắt đâu. Chắc chắn phải có người chịu trừ gian diệt ác. Ê, Sanh à, giỏi nhất là cậu đó. Cà ri gà này á, cho cậu ăn trước đó, nè. Anh Sanh à, Sanh lại không ăn gì? Không có gì. Anh định ra tiệm mua gói thuốc thôi. Anh Sanh à, em đi mua cho anh được rồi. Không cần đâu, mọi người tự nhiên ăn đi, để dành chút cho tôi được rồi. Nè, chúng ta ăn đi. Quá thôi, mình ăn đi. Cảm ơn. Sao rồi, anh không có gì chứ? Không có gì. Gần đây bao tử của anh không được khỏe. Sao em tới đây vậy? Không lẽ em cố tình trình anh ói kinh tởm vậy sao? Tại sao anh lại tìm ông chủ Hoàng làm những chuyện như vậy? Anh muốn tôi giao hàng cho Hạo Nguyệt các người hả? Anh xem nào. Anh đúng là biết nói đùa đó. Ông chủ Hoàng, tôi biết lúc trước Hạo Nguyệt chúng tôi có nhiều hiềm khích với ông, nhưng mà bây giờ là giai đoạn sinh tử,
Tôi hy vọng ông hãy khoan dung độ lượng. Lúc nãy tôi đã sơ ý đạp đúng đống phân chó ở ngoài cửa. Nếu như anh liếm sạch cho tôi thì tôi sẽ giao hàng cho hảo quyền các người. Liếm đi. Ừ? Liếm đi. Liếm đi. Mau liếm đi. Anh điên rồi hả? Tôi chỉ đùa với anh thôi. Anh liếm vàng của tôi thật sao? Ông chủ Hoàng đã nói hết mọi chuyện cho em biết. Chẳng qua ông chỉ nói đại một câu thôi, không ngờ anh làm thật. Ông thấy ngại mang tiếng nuốt lời nên mới đồng ý giao hàng cho chúng ta. Cái gì chứ? Tối hôm đó anh cũng vì uống rượu say lên cơn điên thôi. Ê, đừng nhắc nữa. Nè, nhớ nha, em đừng nói chuyện này ra ngoài đó, biết không? Sao anh làm như vậy? Chẳng phải anh căm ghét nhà họ Chu lắm sao? Không lẽ em định nói cảm thấy anh cao thượng lắm hả? Anh nói em biết đi, anh chịu hạ mình như vậy có phải vì em không? Em cứ coi như kiếp trước anh đã nợ em đi. Sao anh nhất định không chịu thừa nhận chứ? Thật ra trong lòng anh đang nghĩ gì? Nếu anh nói phải, có phải em định dâng hiến thân mình luôn không? Em không thích mắc nợ ai. Anh đã làm nhiều chuyện cho em, ít nhất em cũng phải trả cho anh nửa đời còn lại. Em không muốn kiếp sau vẫn còn thấy mặt anh. Nói không bằng chứng. Thôi thì ghi sẵn giấy nợ chắc ăn hơn. Nay hoi pa si yong lo de xiang sao chim tou fui chan do ya hang sao fa yin yin loi fu chu do ye ba kao wai hoi yin si chip sao mo da yin kei doi nei shu chu hao fung guang bui hao ge de mei shang tao. À, trời, làm em giật mình à. Thực ra lúc nãy đang ăn nửa chừng ở quán vỉa hè đó. Em và anh Sanh đi đâu vậy? Còn nữa, hai người âm thầm bỏ rơi mọi người. Nói đi, có phải là đi chơi riêng hay không? Chị bỏ rơi một người hồi nào đâu. Ta chỉ thấy ảnh không khỏe nên đi coi ảnh thế nào thôi. Ồ, chị không bỏ rơi mọi người, nhưng mà chị cũng không phủ nhận đã đi chơi riêng phải không? Có nghĩa là hai người đã có ý với nhau thật rồi. Chị nói đi, bắt đầu từ hồi nào? Bắt đầu từ hồi nào cái gì? Chị còn chưa hỏi em đó. Em với cậu Hút bắt đầu không biết phép tắc hồi nào vậy? Đến nỗi sếp Chút bị chướng bụng luôn. Cái gì chứ? Thôi không nói với chị nữa. Hai đứa mắc cỡ cái gì? Thật ra tìm được bạn đời là chuyện rất đáng mừng. Không giống như chị, không có ai hết. Chị hai. Chị hai. Chị không có gì đâu. Thấy hai đứa tìm được nơi nương tựa như vậy, chị thật lòng rất vui mừng. Nhưng mà con người của anh Sanh á, thì hơi gian manh. Cậu Hút á, thì quá thật thà đi. Thật thà mới tốt chứ, anh không có gạt em đâu. Thật ra con người anh Sanh không tệ như mọi người đã nghĩ. Bụng dạ của anh không xấu. Coi hai đứa kìa, chưa cưới mà đã bên vực vậy rồi. Đúng là nữ sinh ngoại tộc mà. Lúc nhỏ thì cả buổi tối cũng không sao. Bây giờ mới giỡn chút thôi đã thở dốc rồi. Thì bây giờ không còn gì hết. Cơm canh đạm bạc, trai lại cảm thấy vui hơn trước. Thật ra chỉ cần chị em mình tụ họp đông đủ là vui nhất rồi, có phải vậy không? Đừng để chị biết được. Cái gì à? Hôm nay tôi và Bích Lâm lại đám cưới thêm một lần nữa. Cái gì lại chứ, bộ vui lắm sao? Ồ đúng rồi, lần này là lần thứ hai em và anh Hút đám cưới đó. Có điều lần này hơi khác, đó là cuối cùng em cũng biết được mình đã lấy được một người chồng mà mình thương yêu nhất. Trời, Hút à, em giàu to rồi. Bích Lâm khen em nức nở luôn kìa. Nhưng chuyện đó đừng có nói nữa. Tối nay rượu bạc thịnh lạc, mọi người uống thêm vài ly nha. Cạn ly. Nè Hút à, bây giờ đã là vợ chồng thật rồi, chừng nào hai đứa mới tranh thủ sanh đứa con cho ba má ẩm đây? Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, muốn sinh phải tranh thủ đi. Chú Mập Thím Mập nói rất đúng, mau sanh một đứa con đi. Hai chị cũng muốn ẵm cháu rồi nè. Có thể nói chuyện vui là phải có đôi. Chị hai à, nếu chị muốn chuyện vui có đôi thì nên kêu chị ba và anh Sanh tranh thủ làm đám cưới luôn đi.
hai người nói lạc đâu vậy? Phải đó chị ba, chị và anh Sanh đã trải qua nhiều chuyện rồi, cũng đã tới lúc rồi đó. Nè, ai cũng nói là phải lúc rồi, em thấy sao? Thằng quỷ này, có hỏi y má chưa? Bây giờ coi như không có má sao? Lúc nào con cũng tôn trọng má mà. Bây giờ có trà con dâu để uống, má có vui không? Má không có nói là không vui, nhưng mà còn tùy con dâu nào rót cho má uống thôi. Gì à, Minh Hà vừa giỏi vừa hiếu thảo, nó nhất định là nàng dâu tốt. Có điều không có người mẹ nào thích mua lớn tặng nhỏ đâu. Bây giờ đâu phải con không được lựa chọn. Má à, đủ rồi. Má nhìn kỹ con của má đi. Ngay bây giờ đây, hoàn cảnh của con thế nào? Bích Khả không chơi con là may mắn lắm rồi. Phải, má biết hoàn cảnh bây giờ chúng ta không thể kén chọn được. Con muốn làm gì thì làm đi. Dì à, con biết dì lo cho anh Sanh thôi, đừng có giận quá mà. Nè, con biết dì thích ăn cá, mời dì ăn thêm. Con biết điều, dì cũng biết điều lắm. Má à, má coi Bích Hạ có tốt với má hay không? Má còn nói người ta như vậy nữa. Nè, tôi đã cần phải vui mừng một chút chứ. Chúng ta càng lên lần nữa đi. Hôm nay Bích Lâm thiệt là xinh đẹp. Có thể đám cưới với người mình yêu là chuyện hạnh phúc nhất. Nếu lần sau có Ngọc Trai Nam Dương tốt, tôi sẽ lập tức báo cho ông biết. Cũng được, quyết định vậy nha. Ảnh không thèm nhìn chị một cái nữa. Hai người này chị còn quan tâm làm gì? Đôi bên đã là vợ chồng bao nhiêu năm nay, không có tình thì cũng có nghĩa mà. Ảnh không còn chút lưu luyến gì về chị sao? Bích Vân à, hạng người này không đáng cho em phải đau lòng vì hắn đâu. Em với chị vào nhà vệ sinh. Anh Sanh, vô phòng trước đi. Coi chừng chị của em nha. Ừ. Sợ tôi hả? Sao đi nhanh vậy? Anh nói cái gì? Anh vì ba chị em đó đến nỗi phải ngồi xe lăn suốt đời chỉ vì muốn Bích Hà yêu anh. Chẳng lẽ anh ngây thơ vậy sao? Anh tỉnh ra đi. Tôi chưa có nói xong. Cả anh và tôi đều biết rõ Bích Hà là hạng người gì. Nếu không tại chân của anh bị què, cổ sẽ không chăm sóc anh vậy đâu. Anh coi chừng đó. Anh nói xong chưa? Tôi chưa có nói xong. Nè 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 nè, để tôi đi với anh. Thật ra thì Bích Hà chỉ thấy rai rứt, cổ không hề yêu anh. Chỉ có vậy thôi. Mà anh không hiểu à? Anh tránh ra đi. Tức là kiểu được phước trả ơn đó. Tiền thuê nhà và tiền chợ của tháng này. Không phải người gì này muốn tính toán với ba chị em con. Người ta thường nói chi tiêu khủng khiếp mà. Số tiền này không biết đủ cho gì đi chợ hay là đủ cho gì đóng tiền điện không nữa. À phải, bây giờ tiệm đã mở lại rồi, con cần gì mà nhiều thứ như vậy để làm gì chứ? Cũng vì con thấy tiệm vừa mới mở lại, dạng sự khởi đầu nan, con muốn kiếm thêm chút tiền nên mới tiếp tục làm phiên dịch cho người ta thôi. Nếu vì gì, con xin lỗi. Con không cần khách sáo với gì đâu. Thằng Sanh đã vì con ra nông nỗi này rồi. Coi bộ nó không thể chữa khỏi được rồi. Nó không còn giống như lúc trước kiếm tiền nuôi dì nữa, bắt dì nuôi lại nó. Dì là má của nó, dù sao cũng muốn nửa đời còn lại của nó được sống sung sướng. Con coi chỗ này đi, đi ra đi vô phải leo lên leo xuống như vậy. Nó ngồi xe lăn đi tiện hay sao? Dạ con hiểu. Sắp tới đại diện buôn bán của Hạo Nguyệt đi vào nề nếp rồi. Tụi con sẽ tìm một căn nhà có thang rộng hơn cho dì và anh Sanh ở. Tới lúc đó con và chị hai sẽ tìm một nơi khác, dì thì khỏi phiền gì nữa. Đợi lúc con giàu có ăn nên làm ra, lúc đó con còn nhớ những gì tối nay con nói thì hãy tính đi. Anh Sanh đã vì con, đến nỗi nửa đời còn lại phải ngồi xe lăn. Con biết những gì con nợ anh, suốt đời con cũng không trả hết. Nhưng dù xảy ra chuyện gì cũng được, sau này con nhất định chăm sóc cho anh Sanh và dì. Dì yên tâm đi. Có phải không đó, các người chịu mua số ngọc trai bằng giá đã bán sao? Đương nhiên rồi, chỉ cần mọi người đã mua trang sức ngọc trai của chúng tôi, trong vòng nửa năm còn giữ lại hóa đơn, chúng tôi sẽ thu lại đưa đủ cho mọi người không thiếu một xu nào. Còn nữa,
Mỗi một viên ngọc trai chúng tôi bán ra đều có chứng nhận nguồn gốc trong nước. Mọi người có thể truy tìm coi viên ngọc trai đó xuất phát từ đâu. Bảo đảm viên nào cũng là hàng thật giá đúng, không gian dối. À, hay là gì? Hai người thử mua đôi bông tai xinh xắn nhỏ nhắn này thử coi. Lúc đó hai người công thích, cứ đem tới đây chúng tôi trả tiền lại cho. Cũng được, để coi. Cha cũng tinh xảo lắm. Thôi được, tôi mua đôi này. Cảm ơn cô. Có chuyện gì vui vậy? Ý anh Sana, anh tới hay quá. Cuối cùng chúng ta cũng lấy lại được niềm tin của khách hàng rồi. Thật sao? Ừ. Hay là vậy, anh cũng có một tin này báo cho mọi người biết. Công tước William đã tới Hương Cảng thăm em của ổng rồi. Lúc này anh nói có tin mừng là gì vậy? Công tước William tới tìm anh. Ông nói rất muốn mời em và Bích Dân đi ăn một bữa cơm họp mặt. Ông ấy có ý định kinh doanh ở Hương Cảng. Nếu như hợp tác thành công, không chừng là cơ hội tốt để Hạo Nguyệt chúng ta trở mình lại đó. Vậy thì hay quá. Chà, đúng là tin vui liên tục tới đó. Để tôi giới thiệu với mọi người, đây là ông John, trợ lý đắc lực của công tước William. Rất vui được gặp mọi người. Không biết lần này công tước tới Hương Cảng có dự định mua ngọc trai không? Thật ra lần này công tước kêu anh John hẹn mọi người tới đây là vì muốn bàn chuyện làm ăn với mọi người. Bởi vì công tước biết ở Hương Cảng có thể nuôi được loại ngọc trai 3A, cho nên muốn đầu tư trại nuôi ngọc trai ở đây. Kế hoạch này sẽ giao cho ông John toàn quyền phụ trách. Công tước còn dự định kim luôn sản xuất tiêu thụ. Nhưng mà rắc rối nhất là công tước chưa bao giờ làm ăn ở Hương Cảng, càng không rành về ngành trang sức ngọc trai này. Cho nên ông ta muốn hợp tác với một tiệm ngọc trai ở bản địa, cùng nhau thành lập công ty phát triển kế hoạch, nên đã nghĩ tới Hạ Nguyệt của các vị đó. Hạ Nguyệt có kinh nghiệm phong phú trong ngành ngọc trai này, nếu có thể hợp tác với công tước vậy thì tốt quá. Tôi tin chúng tôi nhất định có thể giúp được công tước. Hèn chi công tước tin tưởng mọi người như vậy. Cách nghĩ của mọi người thật sự rất giống với công tước, cho nên các vị là ứng viên lựa chọn hàng đầu của công tước. Tôi biết mọi người muốn tôi bỏ tiền ủng hộ Hạ Nguyệt hợp tác với ông William phát triển ngọc trai bản địa. Lần đầu tư này cần số tiền rất lớn, nhưng mà anh yên tâm, mỗi một xu một hào anh bỏ ra chắc chắn sau này sẽ được trả lại hậu hỷ. Phải đó, lần này có người em của công tước làm hậu thuẫn, nếu có chính phủ hỗ trợ, trại nuôi trai lần này chắc chắn sẽ phát triển rất lớn. Nhưng mà các người muốn tôi bỏ ra toàn bộ tiền vốn à? Nếu Hạ Nguyệt chúng tôi có thể bỏ tiền ra, tôi và Bích Hà đâu cần ngồi đây năn nỉ anh. Với điều kiện hiện tại của chúng tôi, thật tình không thể bỏ ra đồng nào. Nhưng nếu sau này kiếm được tiền, mức chia lợi nhuận thế nào, chúng tôi có thể làm theo đề nghị của anh. Chà, các người không bỏ ra gì hết mà muốn làm ăn lớn sao? Bàn tính với ý của các người cũng tính giỏi lắm. Anh Long à, ý tôi không phải như vậy. Thứ tôi cần là bản hiệu Hạ Nguyệt của các người. Hạ Nguyệt đã buôn bán ngọc trai ở Hương Cảng bao nhiêu năm rồi, ai mà không biết chứ. Ngọc trai cho các người bán là tốt nhất, đẹp nhất. Bản hiệu của Hạ Nguyệt chính là bảo chứng cho niềm tin. Tài sản đáng giá như vậy lý nào tôi bỏ qua được. Đương nhiên chuyện đó không thành vấn đề. Được, vậy thì tôi bỏ tiền, các người bỏ bản hiệu, cùng nhau mở công ty, xin phép làm đối tác làm ăn với công tước William. Cảm ơn anh. Sao đông người vậy? Nghe nói lần này công tước William tới Hương Cảng ở trong khách sạn này đó. Công tước William? Lần này ông tới Hương Cảng để thăm người em đang làm việc ở đây. Nghe nói còn muốn tổ chức kinh doanh ngọc trai nữa. Anh Sánh, chúng tôi vừa mới thuê chỗ này làm văn phòng tạm thời. Đợi kế hoạch chính thức bắt đầu, chúng ta sẽ chính thức thuê một văn phòng. Mọi người chờ một lát, chúng ta phải đợi đông đủ mới họp được. Anh Lân, chúng ta còn đợi ai nữa? Xin lỗi, tôi tới trễ. Hey, không ngờ công tước William lại có tình cảm mời luôn cả họ tới đây để họp với tôi sao? Chào ông John. Chị hai. Chị không sao, không cần lo cho chị. Bích Hà, em yên tâm, chị hai của em đã giỏi hơn trước nhiều rồi. Dạo này tôi nhận được rất nhiều điện thoại của các hãng ngọc trai. Họ cũng rất tin tưởng kế hoạch của công tước William. Trong đó gồm có anh Hà ở Vinh Hưng Phát. Thật ra ở Hương Cảng cũng chỉ có Hạ Nguyệt và Vinh Hưng Phát có kinh nghiệm tổ chức trại nuôi trai ngọc. Cho nên hôm nay công tước William đã mời mọi người cùng tới đây để họp. Dựa theo kinh nghiệm của tôi, thành lập trại nuôi trai ngọc ở Hương Cảng thực sự rất tốn công phí sức. Cho dù chính phủ có hậu thuẫn thì rủi ro cũng cao. Sao hả? Anh sợ à? Sợ thì đừng ngồi đây phí thời gian. Tôi chỉ lo là công tước William đầu tư lớn như vậy, nếu như có sơ suất gì thì sẽ lỗ không còn gì nữa. Đây là khu vực chúng ta dự định mở trại nuôi trai ngọc. Chúng tôi đã cho người đi khảo sát sơ bộ. Công tước đã đi khảo sát địa bàn rồi sao? Đúng vậy. Báo cáo có nói những năm gần đây chất lượng nước ở đó rất thích hợp để nuôi ngọc trai, cho nên công tước William cũng rất tin tưởng kế hoạch này. Mở trại nuôi ngọc ở Hương Cảng bấy lâu luôn là tâm nguyện của ba tôi.
chúng tôi nhất định cố gắng phối hợp giúp kế hoạch của công tước thành công. Sao hả ông chủ hả? Nhưng ông không tin tưởng cũng phải thôi. Trước đó chúng tôi đã trao đổi với công tước William và em của ông ấy rồi. Họ đã nói rõ Hạ Nguyệt chúng tôi là ứng viên hàng đầu của họ. Anh Lăng à, nếu như công tước muốn hợp tác với Hạ Nguyệt, vậy còn gọi tôi làm gì? Ông chủ Hà đừng nóng nảy quá. Xét theo quy mô cửa tiệm, đương nhiên Vinh Hưng Phát của anh hơn hẳn Hạ Nguyệt hiện tại, cho nên công tước vẫn chưa quyết định. Còn việc chọn bên nào còn tùy thuộc vào thực lực và thành ý của mọi người. Nói về thực lực thì lúc nãy anh nói rồi, quy mô của chúng tôi lớn hơn họ. Nếu nói thành ý thì nếu như công tước cảm thấy kế hoạch này cần triển khai, Vinh Hưng Phát chúng tôi ủng hộ hết mình. Trời, sao thái độ thay đổi nhanh vậy? Có phải lo Hạ Nguyệt chúng tôi cướp mất cơ hội ngàn vàng này không? Mất đầu tư lớn như vậy, các người có vốn sao? Công tước không phải là đùa đâu. Là gì? Bên nào hợp tác với công tước thì cần phải góp vốn vào quỹ phát triển do công ty chúng tôi mới thành lập trước khi kế hoạch được tiến hành. Và ông John cũng rất muốn biết mọi người ở đây muốn đầu tư bao nhiêu vào kế hoạch này. Chúng tôi đã chuẩn bị 400.000 tiền vốn, hơn nữa cộng thêm bản hiệu của Hạo Nguyệt. Chắc chắn công tước có thể thấy được chúng tôi có đầy đủ thành ý. Vì nương phát chúng tôi góp đúng 600.000. Ông có thể góp 600.000 tiền hương cản sao? Đúng vậy. Nếu kế hoạch này có thể triển khai và công tước William cũng muốn kiếm thêm tiền thì chúng tôi sẽ góp thêm 200.000 nữa. Chi phí cao hơn, tôi nghĩ chắc ông ta không từ chối. Quả nhiên Vinh Hưng Phát có thành ý lắm. Ông John, anh Lan, hãy cho chúng tôi chút thời gian đi. Chúng tôi nhất định tìm đủ mọi cách đưa ra điều kiện tốt hơn. Ông John nói hy vọng cả hai bên 3 ngày sau nộp bản kế hoạch cho chúng tôi, sau đó chúng tôi mới quyết định. Gấp tới 600.000, vậy tức là lấy tiền đè người rồi. Anh Long à, chúng tôi không thể thua được, cho nên chúng tôi hy vọng anh... Mọi người muốn tôi tăng vốn lên à? Chúng tôi thật sự rất cần sự ủng hộ của anh. Không thể nào, công ty của tôi mới mở 2 chi nhánh mới, làm sao có nhiều vốn lưu động vậy chứ. Và lại, tôi nói hợp tác với các người, lý do gì chỉ có một mình tôi tăng vốn chứ? Anh Long, chính vì chúng tôi không đủ vốn cho nên mới tìm anh hợp tác, hay là anh nể mặt đi? Chính vì tôi quá nể mặt các người nên mới bỏ ra 400.000. Nói tóm lại chỉ có bấy nhiêu thôi. Nếu muốn đấu với Vinh Hưng Phát, các người tự tìm cách đi. Anh Long à, hợp tác với công tước William, cái lợi không chỉ là tiền. Các người không cần nói nhiều nữa, tôi không bỏ tiền ra nữa đâu. Các người hãy đi đi. Bích Hà, chúng ta đấu không lại đâu, hay là đừng bỏ thầu. Em đang nghĩ, có phải chị Hai nói đúng không? Thực tế chúng ta không thể nào có nhiều tiền bằng Vinh Hưng Phát, chắc chắn sẽ thua. Thôi thì rút lui cho xong. Em đừng nên suy nghĩ như vậy. Mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi. Chắc chắn chúng ta sẽ có cách. Em biết anh không muốn thua tên khốn đó. Em cũng vậy nữa. Nhưng bây giờ có cách nào nữa chứ? Anh Long không chịu bỏ thêm vốn, chúng ta kiếm đâu ra 200.000 để đấu với người ta? Chính vì chúng ta phải vượt qua khó khăn này, cho nên chúng ta càng không thể bỏ cuộc. Bích Hà, nếu lần này thành công, không chỉ là vì Hạo Nguyệt mà còn vì anh nữa. Lần này là một trận quyết sinh tử. Anh hiểu rõ cả ba chị em của em đều dùng hết hy vọng vào đây. Anh cũng đâu khác gì em. Anh đã mất đôi chân rồi. Đành rằng ai cũng nói anh còn đôi tay với lại cái đầu, có thể sẽ gây dựng lại sự nghiệp. Em nghĩ dễ dàng như vậy sao? Đây là cơ hội duy nhất của anh. Bởi vì anh không muốn chịu thua Hạ Tường Hưng, anh càng không muốn thua bản thân anh. Tuy là anh đã bị tật, nhưng anh thật sự hy vọng người anh yêu có thể sống một cuộc sống sung sướng. Anh càng hy vọng sau này có thể đón bé Thêm về đây sống một cuộc sống hạnh phúc. Bích, hãy tin anh đi. Chỉ cần chúng ta cố gắng nắm bắt cơ hội này, chúng ta nhất định có thể biến ước mơ thành hiện thực. Em hứa với anh sẽ không nghĩ đến chuyện rút lui nữa. Tốt lắm, chúng ta cùng cố gắng. Nhưng bây giờ chúng ta có thể cố gắng thế nào? Chúng ta làm sao có nhiều tiền để góp vốn chứ? Bích Hà, nếu em có thể lấy dây chuyền mà Dượng đã tặng cho em đi bán, có lẽ cũng có thể kiếm được 300-400 ngàn. Nhưng mà... Bích Hà, anh biết rất rõ mấy sợi dây chuyền này có ý nghĩa rất quan trọng với chị em của em. Nhưng bây giờ là lúc cần thiết nhất. Anh tin chắc là Dượng cũng rất hy vọng mọi người có thể dựng lại Hạo Nguyệt.
Sao vẫn chưa bỏ sợi dây chuyền này vô tủ bảo hiểm? Ngày mai chúng ta cùng tới ngân hàng được không? Dây chuyền này là của hội môn ba tặng cho chị em chúng ta. Bây giờ Lương cả Bích Lâm cũng đã có chồng rồi. Mày có thể tặng cho con dâu và các con của mình mà. Ba để lại sợi dây chuyền cho chúng ta qua gì tượng trưng cho ba chị em chúng ta là viên ngọc trong tay của ba. Dây chuyền này còn đại diện cho tâm nguyện của ba. Ba đã bỏ ra tâm sức cả đời để xây dựng Hạo Nguyệt, hy vọng phát triển Hạo Nguyệt mạnh mẽ. Điều mong mỏi nhất là có thể nuôi cấy ngọc trai bản địa thành công rực rỡ. Bích Hà, chị hiểu tâm trạng của em. Đâu phải chúng ta chưa từng xây dựng xưởng nuôi trai, nhưng mà Hạo Nguyệt vừa mới mở cửa buôn bán lại. Dạng sự khởi đầu nan, cứ từ từ đi. Vậy đó, em tin chỉ cần chúng ta chịu cố gắng, mai này nhất định sẽ có cơ hội thôi. Mai này? Phải đợi đến bao giờ đây? Cơ hội này đâu phải lúc nào cũng có đâu. Có phải là em chưa bỏ ý định hay không? Còn muốn tranh thủ làm đối tác của công tước William hả? Nhưng mà chúng ta không có tiền. Anh Long là không chịu bỏ tiền thêm nữa. Ý của chị ba em là muốn bán mấy sợi dây chuyền này. Sao chứ? Bán mấy sợi dây chuyền này sao? Không có được đâu. Dây chuyền này là món quà duy nhất ba để lại cho chúng ta đó. Nếu không phải là bất đắc dĩ, chị cũng không nghĩ tới bước này. Không lẽ em không muốn giúp ba hoàn thành tâm nguyện đó sao? Đành là như vậy, nhưng mà chị biết hai người cảm thấy có lỗi với ba. Nhưng ba đã vì Hạo Nguyệt, vì chúng ta mà phải cực khổ cả đời. Chúng ta là con của ba, bây giờ có thể làm gì cho ba chứ? Nếu cả ba sợi dây chuyền này có thể giúp ba hoàn thành tâm nguyện, tại sao chúng ta không thử? Anh Sa nói đúng, lần này là cơ hội duy nhất của Hạo Nguyệt có thể vực dậy. Nếu chúng ta không nắm bắt, vậy thì làm sao ăn nói với ba đây? Có giữ được ba sợi dây chuyền này hay không, không phải là quan trọng nhất. Quan trọng nhất là ba chị em chúng ta đồng lòng. Chỉ cần là quyết định của hai chị, em nhất định nghe theo, nhất định ủng hộ. Chị hai, em tin tưởng anh Sanh thiệt sao? Ừ. Được, chị tin em. Cảm ơn chị. Ủa, Bích Lâm, sao mọi người tới đây vậy? Chẳng phải đã hẹn với anh Sanh tới khách sạn gặp ông John sao? Mọi người hẹn ảnh sáng nay cùng đi, nhưng mà khi thức dậy thì không thấy ảnh đâu. Nên tới đây coi có phải ảnh tới đây không? Ảnh không có tới, nhưng mà lúc nãy anh có gọi điện thoại tới, nói là anh tự mình trực tiếp tới khách sạn luôn đó. Anh Sanh làm cái gì vậy chứ? Tại sao không đợi chúng ta? Có thể là anh sợ bản thân đi làm bất tiện, sợ trễ giờ, cho nên anh tự đi trước rồi. Chúng ta đi tìm ảnh đi. Nè, dèm chúc mọi người mã đáo thành công. Không ngờ mới đây mà các vị đã có bản kế hoạch rồi, vất vả quá. Cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều, giữ liên lạc. Chúng tôi sẽ đem bản kế hoạch của mọi người về nghiên cứu. Chúng tôi đi đây. Bye bye. Anh Lân, ông John, chào ông. Hân hạnh được gặp ông. Bản kế hoạch của tôi. Chúng tôi có chuyện phải đi ngay. Được, chào ông. Tạm biệt. Ủa, sao hai người lại ở đây? Hôm nay là thời hạn chót, đương nhiên tôi phải tới đây để nộp bản kế hoạch rồi. Anh Long, có phải là không đủ tiền cho nên nhờ anh Long giúp đỡ không? Tôi và anh Long đã bỏ ra 800.000. Về vấn đề chi hoa hồng, chúng tôi còn đồng ý chia lợi nhuận cao hơn cho công tước nữa. Nếu vậy mà cũng nói là không được thì chúng tôi không còn gì để nói. Ngày nào công tước chưa có quyết định hợp tác với ai thì không ai có thể thở phào nhẹ nhõm được, có đúng không? Thế nào anh Long? Đương nhiên rồi. Sao anh không đợi tụi em chứ? Ba chị em cũng có phần mà. Phải đó, sao sáng nay anh đi không gọi tụi em đi theo? Anh chưa nói rõ với họ sao? Hả? Nói rõ cái gì? Xin lỗi nha, sáng nay anh và anh Long đã ký hợp đồng thành lập công ty mới bỏ thầu. Toàn bộ kế hoạch anh không dành phần cho mọi người. Có nghĩa là tất cả các em đã bị anh cho ra rìa. Anh nói cái gì vậy? Tụi em đã đưa ba sợi dây chuyền cho anh em đi bán, sau đó đem tiền đó để tăng thêm vốn. Bây giờ nói tụi em không có phần là sao? Tại sao anh làm vậy? Giải thích rõ với tụi em đi. Lúc này anh đã giải thích rõ ràng rồi,
công ty này là do anh và anh Long hợp tác. Cả hai đã bỏ ra tiền thật bạc thật hợp tác với công tước William. Đơn giản vậy thôi. Sao anh kêu em bán hết ba sợi dây chuyền? Rõ ràng là ảnh lừa chúng ta rồi. Chúng ta bằng cảnh sát bắt ảnh đi. Thì em cứ việc báo đi. Tiền này là do chị ba của em cam tâm tình nguyện đem đưa cho anh. Không có biên nhận gì hết. Em lấy tư cách gì bắt anh? Anh xấu xa lắm. Anh Long à, rõ ràng là chúng ta đã thỏa thuận rồi. Anh không thể trở mặt như vậy được. Tôi không biết. Tôi cũng không muốn xen vào ân oán của các người. Tôi thì nhìn tiền không nhìn người. Anh Sanh đã đem tiền tới thì tôi hợp tác với anh. Đơn giản vậy thôi. Tôi đi nha. Ừ. Anh quá đáng lắm. Anh có biết chị ba tin tưởng anh lắm hay không? Tại sao anh làm như vậy? Rõ ràng anh đã hứa với em sẽ cùng nhau cố gắng mà. Anh đã nói là sẽ cùng em và bé Thiêm sống cuộc sống tốt đẹp hơn mà. Những lời đường mật đó, có người đàn ông nào mà không biết nói chứ. Vậy mà em cũng tin anh sao? Tại em ngu ngốc thôi. Anh có thật lòng với em hay không? Em biết rất rõ nên em mới tin tưởng anh. Tại sao? Tại sao lại làm như vậy? Anh thật lòng với em thì sao? Em có thật lòng với anh không? Anh không thể nói với chị ba như vậy. Anh có biết là chị ba lo lắng cho anh lắm không? Vậy thôi được. Em hỏi là chị ba của em đi. Nếu không phải vì anh cứu cổ nên mới bị tàn phế thì cổ có tốt cho anh vậy không? Em chịu đến với anh bởi vì em tội nghiệp cho kẻ tàn phế này. Anh không cần sự tội nghiệp đó của em. Anh càng không cần sự bố thí của em. Và anh càng không muốn sau khi em làm giàu sẽ thẳng tay bỏ kẻ phế thải này. Tại sao lại suy nghĩ như vậy? Bao nhiêu năm qua họ chu các người đã mắc nợ anh. Anh đã vì họ chu các em đến nỗi mất luôn cả đôi chân của mình. Có phải các người nên trả cho anh gấp đôi hay không? Bây giờ anh làm như vậy, anh chỉ muốn lấy lại những gì anh đã có thôi. Hồng Dược Sanh, bắt đầu từ hôm nay tôi và anh cắt đứt quan hệ. Chị ba, đồ khốn! Chà, mặt đỏ hết rồi. Tôi nghĩ là suốt đời bé Thà cũng không tha thứ cho anh đâu. Anh bày ra nhiều động tác giả như vậy là vì chuyện này à? Phụ nữ như quần áo, trên đời này chỉ có đồng tiền là thực tế nhất. Huống hồ Bích Hà cũng chỉ là giả tình giả nghĩa mà thôi. Sao cũng được, tôi phải cảm ơn anh. Nhìn thấy ba chị em họ bị người mà họ tin tưởng nhất phản bội, tôi hả dạ lắm. Vậy sao? Chưa gì anh đã coi như đã trả hết thù cho chú Vinh rồi à? Nhưng mà mối thù của tôi bây giờ mới bắt đầu thôi. Ai đã hại tôi phải ngồi xe lăn, tôi nhất định phải bắt người đó trả lại gấp đôi. Thank you.